Xin chào các bạn, mình là Lê Văn Lộc đây. Và hôm nay chúng ta sẽ quay lại với nhau trong cái bài học SEO Google. Thì chúng ta sẽ tiếp tục trong cái phần SEO on page của cái thì chúng ta sẽ tiếp tục cái phần SEO on page của cái bài 2. Với cái bài 2 này thì chúng ta sẽ học về một cái định nghĩa đó là tỷ lệ chuyển đổi, conversion rate, viết tắt là CR. Thì cái phần tỷ lệ chuyển đổi conversion rate này là một yếu tố cực kỳ quan trọng trong cái chiến lược trả phí, một loại hình SEO dựa trên số nhấp chuột để tính phí. Sau đó thì và cái yêu cầu của cái việc này đó là cuối cùng là phải khiến cho cái tỷ lệ chuyển đổi này trở thành cái người mua hàng, trở thành cái người trả tiền cho cái bài bán hàng của bạn. Chính xác là bạn phải biết rằng bạn kiếm được tiền từ SEO của mình, từ quảng cáo của mình. Còn không thì bạn phải trả lời cho Lộc biết là bạn đang quảng cáo cái gì mà tại sao lại không có được đơn hàng. Thì tỷ lệ chuyển đổi đó là sẽ có một lượng người tiếp cận được cái bài viết của bạn, tiếp cận được cái trang web của bạn, tiếp cận được cái hình thức bán hàng của bạn đấy. Qua ở đây là ở đây họ đã mô phỏng của chúng ta, các bạn có thể nhìn thấy cái biểu đồ này là qua display ads, tức là qua một cái quảng cáo đường dẫn link. Display ads, bạn chạy cái quảng cáo Facebook hoặc chạy quảng cáo Google hay là chạy quảng cáo trên một cái trang web nào đó, trên Zalo hoặc là sử dụng các mạng quảng cáo khác nữa để dẫn cái đường link đó về cái website của bạn, thì nó sẽ có một cái gọi là conversion, tức là conversion rate, nó sẽ có gọi là tỷ lệ chuyển đổi, tức là người ta sẽ đi từ bài quảng cáo của bạn, để vào cái trang web bán hàng của bạn. Đấy là cái thành phần người thứ nhất. Là cái thành phần người họ sẽ đi từ quảng cáo. Thành phần người thứ hai là thành phần người họ sẽ tìm kiếm cái bài viết đó của bạn, họ đang có nhu cầu và bạn SEO tốt, họ đã tìm kiếm đến bạn và nó tạo nên một tỷ lệ chuyển đổi nữa. Cái tỷ lệ chuyển đổi thứ ba là bạn dùng công cụ đại chúng như dùng email, gửi email cho thật là nhiều người, nhắn tin cho thật là nhiều người, gọi là làm thị trường đấy. Đấy thì đấy là cái hình thức thứ ba là các bạn sử dụng internet như blog hay là tất cả những cái video, rồi là các hình thức tin tức để tạo ra cái traffic, tạo ra cái lưu lượng truy cập cho cái website của bạn. Thì cái lưu lượng này, cái số lượng người đi vào này nó sẽ gọi là tỷ lệ chuyển đổi. Tỷ lệ chuyển đổi ban đầu nó sẽ luôn luôn là rất lớn, rồi sau đó là cái người ta đi vào cái hệ thống bán hàng của bạn, cái phễu bán hàng của bạn, và cuối cùng họ có đưa ra quyết định mua hàng hay không, thì đó là cái giá cuối cùng của tiền lệ chuyển đổi. Thì các bạn có thể nhìn thấy cái sơ đồ thứ hai, cái sơ đồ này cũng vậy. Đây là con người, đúng không? Con người này họ sẽ bị hút bởi những cái lâm châm. Lâm châm này có thể là bạn đã quảng cáo, có thể họ tự đi tìm kiếm, có thể họ xem được những thông tin đại chúng, TV hay là bất cứ thứ nào đó, họ bị hút bởi cái lâm châm này. Cái lâm châm này là rất nhiều cách, đúng không các bạn? Rất nhiều cách để các bạn hút được con người và họ đi vào cái phễu của bạn, họ đi vào cái trang web của bạn, họ đi vào cái dịch vụ, cái ngành nghề, cái thông tin về bạn. Thì cái hệ thống này gọi là hệ thống phễu, và cái lượng người đi vào cái trang web của bạn, hệ thống của bạn, họ sẽ không mua hàng ngay mà họ chỉ để xem thôi, mà khi đó họ xem là chúng ta đang cung cấp nhận thức cho họ. Cái này chúng ta gọi là awareness nha. Awareness thì cái awareness này thì người ta chỉ là mới nhận thức thôi, mới biết về cái sản phẩm dịch vụ của bạn, mới nhận thức, mới biết về cái gọi là mới biết gọi có tí nhận thức nào đó về cái công ty của bạn thôi, có cái dịch vụ của bạn. Rồi sau đó có những người ta hiểu rồi, người ta không có nhu cầu, người ta sẽ đi ra khỏi đây, thì cái phễu của nó sẽ thu nhỏ lại, số lượng người đến với bạn nó sẽ ít lại. Và cái người thứ hai này gọi là người enter, người enter có nghĩa là người bắt đầu có cái cảm xúc, có cái tình cảm, là có sự quan tâm đến cái hình thức đó, đến cái sản phẩm của bạn, đến cái mặt hàng của bạn, đến cái trang web của bạn, là bắt đầu có chút quan tâm, họ ở lại, họ quan tâm, họ xem nhiều hơn. Tiếp đến họ quan tâm rồi nhưng họ xem kỹ rồi họ vẫn không có nhu cầu mua thì họ sẽ đi ra, và những cái người muốn tìm hiểu sâu hơn thì đến sẽ phần phần decision. Decision là những con người họ nghĩ rằng là họ cần cái sản phẩm, là những con người ở lại sau khi đã xem, đã quan tâm. Đấy, thì họ ở lại, họ nghĩ rằng họ cần đến cái dịch vụ của bạn, họ bắt đầu suy nghĩ, họ chuẩn bị đưa ra quyết định,
họ sẽ đưa ra quyết định là sẽ sử dụng dịch vụ của bạn. Có thể là chưa phải bây giờ, nhưng có thể là sẽ là sau này. Nhưng là những người decision này là những người cần đến nhu cầu của bạn rồi, và họ đưa ra quyết định, Nhưng mà các bạn biết là, ví dụ như các bạn biết là những người đưa ra quyết định này đã trả tiền cho các bạn chưa? Họ đưa ra quyết định ở trong lòng họ thôi. Họ có thể là vào trang web của bạn, nhưng họ quyết định là sẽ mua hàng, nhưng họ chưa trả tiền cho các bạn. Và cuối cùng là những người trả tiền cho các bạn mới là những người thực chất, cái gọi là action, những người đã thực hành hành động trả tiền cho các bạn, đó là action. Và các bạn và những người trả tiền đó chính là cái mục đích, trên cái mục đích mà bạn kiếm được tiền ở đây. Thì đó là cái hình thức phễu. Ở đây cũng có một cái mô phỏng nữa, các bạn sẽ hiểu được. Ở đây sẽ có cái mô phỏng nữa, cũng là một cái phễu giống hệt như cái phễu nãy thôi. Cái ở đây sẽ mô phỏng là cái số lượng người truy cập vào cái trang web của bạn. Bạn đang sell cái gì, bạn đang quảng cáo cái gì, bạn đang sử dụng hình thức marketing nào để khiến cho họ đi vào cái phễu của bạn. Những người truy cập vào bạn, cái tổng số sẽ tính là 100%. Và cái tỷ lệ đầu tiên ban đầu sẽ luôn là 100%. Nhưng mà không phải tất cả những người xem trang web của bạn, không phải tất cả những người xem sản phẩm của bạn, tất cả những người đọc bài viết của bạn, tìm hiểu về bài viết của bạn, nhận thức về dịch vụ, nhận biết về sản phẩm của bạn thì họ sẽ sử dụng đâu, đúng không? Chúng ta sẽ gọi tất cả những người đọc xem truy cập vào trang web của chúng ta là số lượng 100%, đúng không? Thì sẽ mất đi 57%, chỉ còn 43% là số người sẽ ở lại thực sự quan tâm, thực sự xem kỹ lưỡng cái sản phẩm của bạn, xem kỹ lưỡng cái dịch vụ của bạn. Sẽ có chỉ còn 43% người thôi, trung bình là như vậy. Trung bình là chỉ có 43% người sẽ xem, sẽ quan tâm, sẽ thực sự ở lại chữ trang web của bạn, sẽ thực sự nghiên cứu xem cái sản phẩm của bạn là gì, xem họ có thực sự cần hay không. Và khi họ quan tâm như vậy rồi, người không có nhu cầu sẽ đi ra. Họ tính toán một mức độ trung bình, những người không có nhu cầu sẽ đi ra này là rơi mất tầm khoảng 30%. Tức là chỉ còn 13-14% là những người sẽ đưa ra quyết định là tôi muốn mua hàng, tôi cần cái dịch vụ này. Có thể là bây giờ chưa có tiền nhưng mà sau này tôi sẽ mua, rồi là tôi quyết định tôi sẽ mua cái sản phẩm dịch vụ này, nhưng mà tôi phải gom tiền đã, tôi phải hỏi ý kiến của người này, tôi nên tham khảo, tôi cần xem những trang web khác, rồi tất cả là như vậy. Tức là những cái người này là những người đã thêm cái sản phẩm của bạn vào giỏ hàng, đã quyết định mua hàng rồi, nhưng họ cần thêm thông tin, họ cần thêm sự thuyết phục, họ cần chat với những người tư vấn, họ cần gom đủ số tiền. Đấy là tất cả những người này sẽ chỉ còn 14% thôi. Những người đưa ra quyết định mua hàng sẽ 14%, nhưng những người thực sự trả tiền và thanh toán cái đơn hàng họ đã đưa ra nó chỉ còn 3% mà thôi. Tức là điều này có nghĩa là gì? Tức là có 100 người xem trang web của bạn, có 100 người xem trang web của bạn thì sẽ chỉ có 3 người trả tiền cho bạn mà thôi. Học SEO này, cái bài này là một cái tư duy, các bạn phải hiểu được tư duy này và phải tính toán được con số này để các bạn không bao giờ bị lỗ vốn trong quá trình làm SEO của mình, trong quá trình chạy quảng cáo của mình. Thì ở đây các bạn sẽ thấy là, ví dụ là tôi bán giày nhé, ví dụ là bạn bán giày và mỗi một đôi giày bạn sẽ lãi 50.000, và bạn sẽ quay lại cái hình phễu này. Con số ở đây tính toán như sau cho bạn, đây là con số mà người ta tính ở mức trung bình nhé. Bạn sẽ thấy là sẽ có 3,3% là số người sẽ trả tiền, tức là số người sẽ trả tiền. Ví dụ như tôi bán được cho 3 người là bằng với 150k, tôi lãi 150k. Nhưng để bán được cho 3 người này thì tôi phải, thì cái quảng cáo của tôi và sale của tôi phải tiếp cận được 100 người, đúng không? Thì theo cái phễu này tính toán, đúng không? Thì tôi phải muốn có được 150k này thì tôi phải tiếp cận được 100 người theo cái phễu đã tính toán cho các bạn, đúng không? Theo cái phễu này, đúng không? Tức là có 100 người truy cập vào. Cuối cùng may ra chỉ có 3%, chỉ có 3 người là sẽ trả tiền cho cái sản phẩm của bạn, cho cái trả tiền để mua cái sản phẩm của bạn. Chỉ có 3% thôi, chỉ có 3 người thôi. Giả dụ như bây giờ tôi muốn kiếm được 1,5 triệu, tức là nhân 10 lần số này lên. Giả dụ như tôi muốn kiếm 1,5 triệu là 1,5 triệu, đúng không? Giả dụ tôi muốn kiếm 1,5 triệu, tức là một gấp 10 lần 150k, đúng không? Thì tôi phải
Thì tôi phải làm sao? Thì tôi phải lấy 50 này nhân với bao nhiêu? Nhân với 30. Với 30, tức là tôi phải bán cho 30 người. Thì các bạn sẽ hiểu được là các bạn phải bán cho 30 người thì các bạn mới lãi được 1 triệu rưỡi, đúng không? 1,5 triệu. Thì cái vấn đề ở đây là, thì các bạn có hiểu ở đây là các bạn bán được cho 3 người thì các bạn phải tiếp cận 100 người. Bây giờ các bạn muốn bán được cho 30 người thì điều đó là các bạn phải tiếp cận được 1.000 người. Các bạn sẽ thấy là con số này có lớn không? Con số này có lớn không? Tiếp cận 1.000 người có lớn không? 1.000 người không lớn đúng không? 1.000 người, nếu các bạn chạy một quảng cáo cho 1.000 người, chạy quảng cáo cho 1.000 người thì sẽ mất chi phí quảng cáo đến 500k. Thì ở đây bạn sẽ lãi khoảng tầm bao nhiêu? Lãi khoảng tầm 1 triệu đúng không? Trừ chi phí sinh hoạt điện nước, thuê nhân viên đi thì các bạn lãi cũng chỉ có vài mấy trăm nghìn thôi. Thế vậy thì cái điều này là một điều tất yếu, nếu như bạn muốn kiếm được 1 triệu rưỡi các bạn phải bán được cho 30 người, đúng không? Thế nhưng mà bây giờ đấy, bây giờ có một cách là tôi không cần phải tiếp cận 1.000 người nhưng tôi vẫn bán được cho 30 người. Tôi không cần phải tiếp cận 1.000 người nhưng tôi vẫn sẽ bán được cho 30 người. Thì chỉ có cách là tôi phải tăng tỷ lệ chuyển đổi lên. Cái việc tăng chất lượng chuyển đổi này là cực kỳ khó, cực kỳ khó. Các bạn phải viết rất nhiều bài viết, viết hàng trăm bài viết. Các bạn phải viết bài viết này, viết đi viết lại, rồi là viết đi viết lại, 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 rồi là quảng cáo đi quảng cáo lại. Nhưng mà chúng ta không viết bài viết cũ, không quảng cáo lại bài quảng cáo cũ, mà chúng ta phải luôn luôn làm mới nó. Và các bạn phải nhớ cho Lộc câu nói này, các bạn phải nhớ cho Lộc câu nói này: không bao giờ các bạn bán hàng được ngay trong bằng một quảng cáo cả, và không bao giờ dùng một bài viết các bạn bán được hàng ngay đâu, hiếm lắm, đúng không? Và còn nếu có thì tỷ lệ chuyển đổi của một bài viết hay của một quảng cáo nó cũng rất là thấp. Cho nên các bạn phải luôn nhớ học thuộc câu này cho Lộc: một quảng cáo hay một bài viết SEO đó nó chỉ là một phép thử mà thôi. Và muốn có tỷ lệ chuyển đổi chất lượng, muốn có tỷ lệ chuyển đổi chất lượng thì bạn phải làm hàng nghìn phép thử, hàng nghìn phép thử. Thì nói từ hàng nghìn phép thử thì nó rất là nhiều, đúng không? Nó quá là nhiều. Nói như vậy để tạo nên cái động lực, tạo nên cái nhiệt huyết cho các bạn viết bài, cho các bạn tiếp tục làm SEO, cho các bạn tiếp tục quảng cáo, tiếp tục xây dựng cái hệ thống phễu của mình, hệ thống bán hàng của mình, xây dựng dần là tốt. Nhưng mà không phải cái loại hình nào các bạn cũng làm đến cả nghìn quảng cáo, cả nghìn bài viết như vậy thì chạy tốn lắm, đúng không? Thì chúng ta sẽ làm khoảng tầm từ dao động là từ 10 cho đến 100, khoảng là từ 10 đến 100 bài viết cho một loại hình dịch vụ sản phẩm là vừa đủ. Còn quảng cáo thì chúng ta sẽ quảng cáo khoảng tầm 7 bài đến 10 bài quảng cáo là quá nhiều rồi. Nhưng chúng ta phải làm đến hàng nghìn phép thử theo cái website của mình, theo cái hình thức của mình. Ví dụ như muốn bán được điện thoại Oppo đúng không? Thì người ta viết hàng tỷ bài viết chứ không phải viết hàng nghìn bài viết đâu các bạn ạ. Thế cho nên các bạn phải hiểu được rằng là các bạn phải làm hàng nghìn phép thử như vậy nhé. Thì cái tỷ lệ chuyển đổi nó mới tăng lên được. Trong cộng đồng người nó chỉ có khoảng tầm 1.000 người. Ví dụ như trong cộng đồng người ở một cái huyện này, bạn là người bán cái mỹ phẩm ở cái huyện này, và bạn biết là cái huyện này là sẽ có khoảng 1.000 người phụ nữ, có khoảng 1.000 người phụ nữ đang ở trong độ tuổi trang điểm và làm đẹp, còn tất cả phụ nữ khác đều là đàn bà, người già và trẻ con, đúng không? Họ không có nhu cầu làm đẹp nhiều và cũng không có khả năng đủ tiền để chi trả cái sản phẩm của bạn, đúng không? Thì nó chỉ có 1.000 người thôi, đúng không? Và nếu như tính theo công thức này thì bạn sẽ chỉ bán được cho 30 người thôi. Có 1.000 người mà bạn bán được cho 30 người thì là quá ít rồi, đúng không? Thì cứ tăng tỷ lệ chuyển đổi lên thì các bạn phải làm hàng nghìn phép thử đến với 100.000 người này. Đến với 1.000 người này, làm hàng trăm hàng nghìn phép thử, lọc họ ra, lọc họ, tách họ ra. Khi họ đã bước vào cái website của bạn, khi họ đã bước vào cái website của bạn, họ đã vào truy cập vào đây thì các bạn lọc họ ra, bạn truy cập vào đây, các bạn lọc họ ra, tiếp tục làm các phép thử gửi đến cho họ, tiếp tục làm các phép thử gửi đến cho họ, tiếp tục làm các phép thử để quảng cáo, để cho họ phải tìm kiếm đến, để cho họ phải nhận được cái email, cái quảng cái email, cái thông điệp, cái tin của bạn, để họ có traffic, để họ tiếp tục quay lại cái phễu của bạn,
tiếp tục quay lại một lần nữa, liên tục làm các phép thử như vậy, và đến khi nào các bạn đi vào đúng cái nội tâm của người ta, đến khi các bạn đến như cái phép thử của bạn nó trở thành đúng, đến khi cái phép thử của bạn nó trở thành đúng thì người ta trở thành nhu cầu thật sự, trở thành nhu cầu thật sự thì người ta sẽ mua sản phẩm của bạn, sẽ mua sản phẩm của bạn. Như thuốc lá là một thứ có độc hại cho sức khỏe đúng không, nhưng mà người ta đến bây giờ người ta thuốc lá đã trở thành nhu cầu thật sự rồi, đã trở thành nhu cầu thật sự rồi, có rất nhiều người hút thuốc lá và hút đến hàng bao mỗi ngày đúng không, hàng bao mỗi ngày, thì các bạn phải hiểu là đó chính là họ đã thử rất nhiều phép thử để cuối cùng bán được những bao thuốc lá đi, thì đó là tăng cái chất lượng tỷ lệ chuyển đổi. Các bạn phải làm viết bài, phải cố gắng, phải hiểu được cái thị trường của mình đang phục vụ những ai, họ đang cần gì, và phải làm đúng, phải trả lời cho Lộc câu hỏi đó là các bạn đang quảng cáo cái gì, các bạn đang quảng cáo cái gì, chính xác là các bạn đang quảng cáo cái gì, đang sell cái gì đúng không, đang sell cái gì để cho họ đi vào phễu của bạn, để cho họ đi vào phễu của bạn. Nếu như họ không truy cập vào đấy thì đừng bao giờ các bạn có nghĩ rằng các bạn có thể có được 3% này. Đó, các bạn phải làm bằng nhiều phép thử nhé. Thì đó là cái bài chia sẻ trong cái bài này, và ước mong rằng nó sẽ giúp đỡ cho các bạn được cái gì đó. Và các bạn có những câu hỏi nào thì hãy tiếp tục comment ở bên dưới nhé. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong các video tiếp theo, và hẹn gặp lại các bạn thật nhiều. Và xin kính chúc các bạn là những người kinh doanh thành công.